Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Phong tên gì nhỉ? Và cái video Minecraft của mình trong mấy tuần rồi cũng có rất nhiều bạn comment rằng kêu mình làm Minecraft tập 2 đi. Thì theo mình, như mình đã hứa thì trong thì video của mình đạt 100 view thì mình sẽ làm tập 2. Thì bây giờ cũng đã đạt 100 view rồi thì mình sẽ làm tập 2. Ok, và mình cũng sẽ giữ lời, cũng sẽ làm theo những lời mà trước mình nói luôn là mình sẽ hôm nay mình sẽ chuyển nhà đi nơi khác. Ok, và chúng ta thực hiện. Các bạn chờ một chút. Ui, shit. Ok. Tiên chúng ta phải dọn đồ gì. Chúng ta sẽ đi bụi. Chỗ này thì máy móc chắc mình cũng sẽ tận dụng nó để làm nhà kho. Ui. Dùng tay cho ta. Ok, dùng tay. Ok, ok. Dùng rìu đập đá. Lâu quá. Yeah. Tạm biệt. Nhớ mày nhiều lắm ngôi nhà. Ủa sao? Ok, tạm biệt mày. Tạm biệt. Ok. Đi đâu mình Spider-Man? Chạy đi. Cắn tao. Siêu nhân nhện. Ủa, xương. Mình sẽ đi bụi. Đi phượt mới. Còn gì? Ủa. Mà là giống loại gì hả mày? Ở đây có tuyết nha mày. Cứ chỉ đâu mày đi. Làm gì? Ủa, định cái gì? Cái gì? Cứ chỉ nào ở của mày đi. Làm gì vậy? Ủa? Cái gì vậy? Có mấy gì chuyện gì con? À, nó phun ra lửa. Phun lửa. Ở đây có than ngoài trời không nè? Biển lửa đó trời. Các bạn thấy gì không? Cái quái gì vậy? Ôi, gió thập. Ôi, MT303. Chết tôi rồi. Và ở đây cũng có bí ngô nè. Yeah. Nãy giờ mình không đi đâu luôn á. Mình chỉ đi một vòng này thôi. Khu này cũng được lắm nè. Có gỗ bạch dương. Bên nó có hang. Chắc mà làm nhà trên này. Mình sẽ đi tới cuối con đường. Lô. Mình sẽ đi miết thì thôi. Cứ...
Xiên có hai kèng. 3 hours later. Ok, và sau bao lâu thì mình cũng đã tìm được nơi thích hợp để xây nhà. Đó, mình sẽ xây nhà dưới nước. Ok, tuy điều này hơi hơi điên rồi nhưng nó vẫn rất là hữu dụng khi chúng ta làm pháo đài dưới nước. Ok, bắt đầu mình sẽ đi đào đất. Ôi sệt, trước hết mình phải làm một cái xẻng đã. Trong game của những người đời, trong game đào tay nó đau, nó mòn tay, chim chai tay đi, mình cũng phải thiết thương nhân vật trong game sẽ bằng xẻng. Không, không, mình không ngu gì đâu. Mình sẽ xây nền nhà bằng gỗ. Giờ mình chỉ lắp nó thôi. Bự cỡ nào nhỉ? Sẽ ra ngoài chút. Ôi. Ôi sắp tối rồi kìa. Chết rồi. Tối rồi sao đây? Lo làm nốt rất đông này. Hết đất rồi. Ok, mình sẽ cố gắng. Xuân lực bắt đầu. Và ok, mình đã làm xong rồi. Giờ mình sẽ làm nền nhà và tường. Ok, mình sẽ xây tường. Trời. Mình sẽ làm một cái vườn xong rồi luôn. Thiếu đất. Sẽ hư luôn. Hư. Các bạn nói thì có một bạn nói là mình làm full HD đi thì mình nói luôn là máy mình không làm được.
cần cái ứng dụng đang xài nó cần VIP á, phải nạp tiền mới làm mặt đê được. Đây là khúc vườn nè, còn đây trong nhà. Xây lỗ rồi. Hả? Đằng này là cái cầu thang. Mình sẽ làm nhà chục lâu. Giờ mình sẽ làm vương quốc riêng cho mình. Xây kiểu gì ta? Chết lỡ bật cái đường vô. Ơi, chó sủa hoài trời. La 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 la. Ai, sắp tối nữa rồi. Suy đại cái từ. Sắp tối nữa rồi. Và mình cũng hỏi mấy bạn luôn là có mấy bạn thích mình làm BBG không. Nếu mấy bạn thích thì mình sẽ làm. Bạn nào thích hãy comment dưới nhé. Nếu bạn thích mình chơi game gì thì cứ comment mình xem xét thì mình sẽ làm. Ok, phần khuôn là xong. Chắc làm nhà mình phải 2 tập đó. Tại nhà mình nó bự. Mình sẽ đục kiến. Mình chưa lắp cửa nữa nha. Mình đi lắp cửa. Như thế thì thiếu cái cửa. Đâu mất rồi ta? Thực ra là mình mới chết. Mình nãy giờ mình tìm vợ mới ra được cái nhà. Ok, mình quay trở lại đây. Nãy giờ mình thoát. Mình thoát ra để cho mấy cá rồi tối tụi zombie rồi vô nhà mình giết mình. Cái mình phải chạy vòng vòng hoặc gần nửa tiếng để tìm lại chỗ này. Từ lâu giờ mình chặt gỗ mình xây nền nhà. Thank you.
bất cứ nè. Chữ đỉnh bắt được. Quá kinh. Nghe khó chịu phải nha. Mình sẽ làm con thang nữa. Xin kết thúc cái tập này tại đây luôn. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, subscribe cho mình, tạo thêm một lượt để mình làm video mới nhé. Cũng tương tự, nếu bây giờ mình được 100 view nữa sẽ làm thêm tập thứ hai. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.